có ba điều trong cuộc đời này mà một khi đã đi qua rồi sẽ không lấy lại được. Đó là thời gian, lời nói và cơ hội. Ba điều trong đời bạn không được đánh mất, đó là sự thanh thản, niềm hy vọng và lòng trung thực. Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững, đó là giấc mơ, danh vọng và tài sản. Ba điều làm nên một con người tốt, đó là siêng năng, chân thành và đạo đức. Có ba điều làm hư hỏng bản thân của chúng ta, đó là tự điếm, tự cao tự đại và giận dữ. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được, mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Từ bi khắp thiên hạ, chẳng từ bi riêng ta. Khi được tâm như thế, không gọi Phật cũng ra. Phật sẵn nơi sanh chúng, Phật ở khắp ta bà. Người được lòng như Phật, tất cùng Phật hợp hòa. Người mê không thấy Phật, Phật giác thấy người ta. Tu ở nơi am tự, hoặc tu ở tại gia, đều là có Phật cả, chớ phân biệt gần xa. Thành tựu mau hay chậm, do tâm lực mà ra. Lấy đó làm căn bổn, để cầu đạo Thích Ca. Cũng lấy đó làm chánh, để niệm Phật Di Đà. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn